Rồi, xin chào bọn con. Chúng ta lại cùng nhau đến với cái bài 2.5 trong phần bài tập về hàng đẳng thức, sách giáo khoa toán 8, sách kết nối tri thức. Đề bài yêu cầu là rút gọn các biểu thức sau. Người ta cho biểu thức như thế này đây. Hai cái ngoặc bình phương trông có vẻ khá là cồng kềnh và người ta muốn chúng ta thu gọn. Thế thì hiển nhiên chúng ta phải thuộc cho thầy cái hàng đẳng thức là gì? A trừ B bình phương, A cộng B bình phương. Nhá, thầy nhắc vào đây. Đầu tiên ta sẽ nhớ hàng đẳng thức là A trừ B bình phương bằng A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Hoặc là A cộng B bình phương thì bằng A bình phương cộng 2AB và cộng B bình phương. Được không nào? Rồi. Vào đây chúng ta bắt đầu triển khai này. A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Đó. Rồi. X bình phương trừ đi 2 nhân 3 là 6. X nhân y thì chép vào đây. Cộng cái chỗ này là 9y bình phương. Bọn con phải thuộc công thức là gì? A nhân b mũ n thì bằng a mũ n nhân b mũ n. Nên là 3y mà bình phương thì phải bằng 3 mũ 2 nhân y mũ 2 và kết quả là 9y bình phương. Được chưa? Rồi tiếp tục. Chỗ này trừ đi, mở ngoặc này. Thầy mở ngoặc vuông nhá cho nó chuẩn. Trừ đi, đây là A cộng B bình phương thì là A bình phương cộng 2AB cộng với B bình phương. Thế này. Đó, thì trừ đi này. Bên trong là X bình phương cộng 6XY cộng 9Y bình phương. Thế này. Rồi chúng ta giữ nguyên cái ban đầu. Giữ nguyên cái ban đầu. Rồi chúng ta thực hiện phá ngoặc. Trước ngoặc mà có dấu trừ thì chúng ta phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc. Trước cái x bình phương này không viết gì thì chúng ta hiểu nó là dấu cộng. Mà quy tắc phá ngoặc là học từ lớp 6. Bọn con cứ search cái từ là quy tắc phá ngoặc nhá, hay là quy tắc bỏ ngoặc cũng được. Thì chúng ta phải hiểu là trước ngoặc có dấu trừ, chúng ta phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc là trừ x bình phương, trừ 6xy và trừ 9y bình phương. Sau đó chúng ta mới nhóm vào là gì? X bình phương trừ x bình phương. Rồi cộng 9y bình phương trừ 9y bình phương. Trừ 6xy trừ 6xy thì để ra đây. Đó. Vậy chỗ này bằng gì? 0 cộng với 0 trừ 6 rồi lại trừ 6 là trừ 12xy và kết quả là bằng trừ 12xy. Cái trừ 6 này bọn con hiểu không? Thì giải thích ra đây. Trừ 6xy xong lại trừ 6xy thì bọn con nhóm cho thầy xy ra ngoài đi. Bên trong là còn trừ 6 trừ 6 thì nó bằng xy nhân với âm 12 và viết ra đây là âm 12xy. Cái tính chất này gọi là tính chất phân phối thôi. A nhân với m cộng b nhân với m thì nhóm m ra ngoài bên trong a cộng b. Còn nếu nó là dấu trừ thì chúng ta cho vào đây là dấu trừ. Có vậy thôi. Kết quả đây, thu gọn cả cái biểu thức ban đầu này nó ra là âm 12xy. Thế tất nhiên chúng ta cũng có thể làm cách khác ở đây nhá. Cách khác đó là x trừ 3y bình phương mà đem trừ đi x cộng 3y bình phương. Thầy sẽ làm là x trừ 3y trừ đi x cộng 3y nhân với x trừ 3y cộng với x cộng 3y. Tại sao lại dùng cái công thức này? Tại vì chúng ta có một cái hàng đẳng thức. Đây, A bình phương trừ B bình phương thì bằng A trừ B nhân với A cộng B. Vậy ở đây chính là A bình phương trừ B bình phương bằng A trừ B nhân A cộng B. Thế trong cái ngoặc vuông đầu tiên này thì bọn con làm đi. X trừ X thì là hết. Trừ 3Y lại trừ 3Y nữa là trừ 6Y. Trừ 6Y. Đấy, xong rồi nhân với bên này. Trừ 3y cộng 3y thì hết, nó triệt tiêu với nhau, nó triệt tiêu với nhau. Nó chỉ còn x cộng x thôi, tức là nhân với 2x. Và kết quả sẽ ra là trừ 12xy. Đó, cách 2 thì nó có vẻ là ngắn gọn hơn cách 1. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý câu B. Câu B đây, đề bài đây nhá. Thầy xóa cái bảng đi, viết cho nó rõ ràng. Câu B của chúng ta. Hàng đẳng thức thầy nhắc rồi đấy, bọn con xem qua đi.
chép ra vở đi, tua lại video rồi xem cái màn hình ấy, là chúng ta sẽ thấy. Bây giờ thầy làm câu B vào đây được không? Bằng này, lấy từ đây bằng tiếp nhá. A cộng B bình phương thì bằng A bình phương cộng 2AB cộng với B bình phương. Rồi cộng với này, A trừ B bình phương này thì bằng A bình phương trừ 2AB và cộng với B bình phương. Rồi, thì kết quả là gì? Chỗ này là 9X bình phương cộng với 2 x 3 là 6, 6 x 4 là 24XY. Rồi cộng với chỗ này là 16Y bình phương. Dưới này là cộng với 16X bình phương. Đây, đây là 4, mũ 2 là 16. 16X bình phương trừ đi 2 x 4 là 8, 8 x 3 24. 24XY. 24XY cộng với 3 bình phương là 9, vậy là 9Y bình phương. Và mình nhóm là nhóm 9X bình phương cộng 16X bình phương vào một chỗ, cộng 16Y bình phương cộng 9Y bình phương vào một chỗ, cộng 24XY trừ 24XY, cộng 24 trừ 24. Thì kết quả sẽ ra là 25X bình phương cộng 25Y bình phương cộng với 0. Vậy cả bài này sẽ ra là 25X bình phương cộng 25Y bình phương là xong. Toàn bộ câu B của mình đây. Đó.